nay mình sẽ làm bánh tét. Đây là tép mình sáng mình mua tép sống và tươi, mình đã nhặt sạch rồi rửa sạch này. Mình chỉ rửa bằng nước muối cho nó sạch thôi nha bạn, mình không rửa bằng phèn chua nha. Đầu tiên nè, đây là tỏi nè, gừng nè, ớt nè, tỏi thì khoảng 2 lạng, gừng khoảng 1 lạng, ớt thì khoảng 4-5 trái gì đó. Rồi chúng ta gừng thì sắc sợi, còn tỏi thì cứ sắc lát nè, ớt thì bằng nhĩ. Còn đây là tép bạc đất, là con tép tép sống ở trong tự nhiên đã được làm sạch lên này các bạn. Nhặt sạch đầu, rửa sạch sẽ. Giờ chúng ta sẽ cho hỗn hợp tỏi, gừng, ớt vào. Rồi. Ta sẽ trộn lên. Trộn đều lên. Sáng này mình mua 5 kg tôm đất đó nha các bạn. Mua 5 kg tôm đất. Vì hôm nay mình làm mắm. Mình làm xong mình bỏ nước mắm vô, mình đem đi phơi, phơi khoảng 3 nắng thì mình mang vào là được rồi nha các bạn. Trộn đều lên. Rồi. Giờ chúng ta cho tôm vào keo. Mình làm bằng con tôm đất á, con tép đất, bạc đất á, ở miền Tây là người ta gọi là con tép bạc đất, ở các tỉnh khác thì hay gọi là con tôm đất. Phải còn sống nha các bạn, để mà làm cho cái mắm nó ngon á, thì là con tép phải còn sống nhỉ, thì cái thịt nó mới dai và nó thơm, nó lên màu đỏ đẹp nữa. Ta cho tới cái cổ chai, cái cổ bình để tinh là được rồi, chúng ta không cho đầy quá, bởi vì đầy quá thì con tôm nó còn nở ra nữa các bạn. Rồi đây là nước mắm nha các bạn, nước mắm mình nó nấu, nó chín rồi, giờ mình để nguội, cho vào, cho nước mắm đun sôi để nguội vào.
chị nào mua mắm tép thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0388 444 814 ạ. Mắm nguyên chất chưa có đu đủ thì em ship đi tỉnh được, còn mắm đu đủ thì em chỉ giao hàng ở Sài Gòn thôi, đó vì sản phẩm ăn liền ạ. Dạ. Dạ, mắm bên em thì không có bỏ hàng the, phèn chua hay một cái nguyên chất bảo quản nào vào ạ. Tại vì bỏ vào thì nó cũng không có lợi cho sức khỏe mình đâu các bạn. Mình thì thích những cái gì mà nó nguyên chất hơn. Bỏ vào mấy cái thứ đó thì nó cũng không có ngon làm gì. Ông bà mình xưa cứ làm sao thì hướng dẫn lại cho con cháu làm vậy. Giờ ngày xưa thì nó cũng không có hóa chất. Ta đổ khoảng cho nó ngập con tôm là được rồi nha các bạn. Rồi, đây lắp lại. Phải kín lại như vậy, đừng để cho kiến chui vào. Xong. Đây, một cây mắm tép. Mình đã làm xong. Rồi giờ để mà làm ra được cái món mắm tép ngon đó thì làm nước mắm nguyên chất các bạn, mình làm mình lấy mình mua nước mắm của hãng Chí Tâm ở Cà Ná, Ninh Thuận. Nước mắm này là nước mắm nguyên chất, không có pha, chưa có pha, đây là nước mắm nhĩ luôn, chỉ có hai thành phần cơ bản đó là mắm, một muối và cá cơm, không có chất bảo quản, không có chất phụ gia, không có gì hết, không có phẩm màu gì nha các bạn. Thì nước mắm này thì bên em bán 75.000 một chai, còn bán lẻ là 80.000 một chai, mà giao tận nơi thì một thùng trở lên mới giao. Dạ, 75.000 một chai. Anh chị nào muốn mua thì giữ liên hệ qua số điện thoại trên 0388 444 814. Còn mắm anh em thì mắm nguyên chất á, thì mình vậy nè, thì 260.000 một ký là giá hiện tại, còn ngày Tết thì em chưa có báo giá được. Còn mắm đu đủ á, 170.000 một ký. À, đi tỉnh thì quý khách chịu phí ship giúp em ha. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi clip. Nếu thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like và một subscribe. Xin chào và hẹn gặp.